Với đường bờ biển trải dài khắp dải đất hình chữ S, không ngạc nhiên khi Việt Nam sở hữu nhiều bãi biển mang vẻ đẹp đến nao lòng cùng nguồn hải sản trù phú và quý giá. Vậy loại hải sản nào xứng đáng được mệnh danh là vị vua của biển cả? Hãy cùng Thiên Đường ẩm thực vi vu lượn sóng một vòng để truy tìm những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao quý này nhé. Thật thiếu sót nếu trong danh sách đề cử này thiếu vắng ứng cử viên tôm hùm, loài hải sản nổi tiếng với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao. Bởi chúng vốn được sinh sống trong môi trường khắc khe, nơi những vùng biển ấm, bình lặng, nước trong sạch. Chà chà, nghe đến đây thôi thì chắc ai cũng háo hức chờ đợi bàn tiệc quý giá này đúng không nào? Chờ xem. Đối với những hải sản tươi ngon, những cách chế biến đơn giản sẽ giúp chúng ta tận hưởng nguyên vẹn hương vị từ biển cả. Chính vì thế, để mở màn sương sương, anh đầu bếp gửi đến các bạn món tôm hùm mù tạt. Chỉ cần sơ chế phần đầu, mình tách trọn vẹn phần thịt tôm hoàn hảo thế này. Cắt nhỏ cho vừa ăn là có thể thưởng thức được rồi. Sẽ tuyệt vời hơn khi dùng kết hợp với nước tương cùng một ít mù tạt cây nồng kích thích vị giác. Chào ơi, xem kìa, miếng thịt tôm tươi sống trong veo. Cho vào miệng là cảm nhận ngay sự mát lạnh sảng khoái, nghe thấy ngay bên tai tiếng sóng vỗ rì rào. Cứ thế mà đắm chìm mãi không tỉnh mất thôi.